Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel review nước hoa của mình. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục review một chai nước hoa của nhà By Kilian có tên gọi là Beyond Love. Đó, thì mình xin nói cảm nghĩ của mình về cái chai nước hoa này trước khi mình review nó. Thường thường các bạn thấy đó là khi mà mình vô, mình sẽ giới thiệu cái chai nước hoa này. Nó là nhóm hoa gì, nó gồm cái nốt hương gì, nó tỏa hương như thế nào. Nhưng mà bữa nay thì mình nêu giống như mình làm khác đi một chút xíu, là mình nêu cảm nghĩ của mình về cái chai nước hoa này trước khi mình review nó. Đó, thì cái chai nước hoa này á, mình vô tình phát hiện nó thôi các bạn. Thì mình, các bạn biết không, mình quen cô Christina cũng gần 2 năm rồi, là từ tháng 10 2017 đó cho tới nay tháng 5 2019 rồi. Tháng 10 2019 này là đúng 2 năm đó. Thì mình thử coi như là tất cả những chai nước hoa mà hiện tại đang có ở cái quầy Kilian, thậm chí có những chai nước hoa mà lúc trước mình thử nhưng mà bây giờ nó đã ngưng sản xuất rồi, thì đây là một trong những chai nước hoa mà đã ngưng sản xuất rồi đó. Thì xong cái bữa đó mình thử thì mình kiếm quá trời luôn. Cái xong giống như mình nghiên cứu về mấy chai nước hoa của nhà Kilian, mình thử hết tùm lum hết, nhưng mà tự nhiên khi mà mình thử tới cái chai Beyond Love này á, cái tự nhiên mình ấn tượng nó ngay lần đầu tiên luôn. Tại vì cái mùi hương của nó các bạn, nó là hoa huệ, hoa trắng. Bây giờ hoa huệ, hoa lài là những cái loài hoa trắng. Thì nó không có giống như là mình thử những chai nước hoa hoa huệ, hoa lài như Cornflower nè, Diptyque Đồ Sơn nè, rồi Le Labo List 41, rồi Tom Ford Jasmine Rouge, với lại rất là nhiều chai nước hoa hoa huệ, hoa trắng, hoa lài á. Nhưng mà cái chai nước hoa mà gây ấn tượng cho mình nhiều nhất á, đó là Cornflower của Frederick Moore. Thì chai nước hoa đó là nó hoa huệ, là coi như là tuyệt vời luôn. Nó mùi hoa huệ nó rất là sang, nó béo béo, và nó nói chung là nó hay lắm các bạn. Nhưng mà có một điều về cái chai đó mình không thích á, đó là cái mùi hương nó hơi già. Thì dành cho những bạn mà lớn tuổi chút xíu á, tầm 40 trở lên á, nhưng mà còn mấy bạn mà 20-25 tuổi thì xài thì cái mùi hương nó hơi già. Khi mà các bạn xài thì ra đường người ta tưởng các bạn lấy nước hoa của mẹ các bạn hay bà ngoại các bạn xịt đó. Đó, nhưng mà phải nói là cái chai đó rất là tuyệt vời. Còn về mà hoa lài á, thì cái Tom Ford Jasmine Rouge mình không có thích bằng cái chai của nhà Kilian luôn, đó là Imperial Tea. Đó, thì cái chai nước hoa đó, cái mùi hoa lài nó y chang giống như là cái mùi trà lài vậy các bạn. Đó, rồi xong mình thử Le Labo List 41. Thì bữa mình có nói là cái chai nước hoa đó nó trẻ trung, nhưng mà nó không có xuất sắc bằng cái mùi hoa lại của Imperial Tea. Đó, mặc dù nó cùng một thương hiệu, một chung một cái công ty quản lý là Estee Lauder. Đó, nhưng mà cái mùi hương nó không có qua được Imperial Tea của Kilian. Rồi Diptyque Đồ Sơn thì mùi hoa hội, nhưng mà cái mùi đó mình thấy nó giảm quá, nó không có ngon. Mình thử rồi đó. Thì quay trở lại với cái chai này á, thì đây là sự kết hợp giữa hoa hệ, hoa lài, và đó là mùi hoa trắng. Thì khi mà các bạn ngửi thì các bạn thấy nó rất là sáng, rồi nó đi kèm với cái mùi hương xanh, nó rất là xanh các bạn. Nói chung là khi mà các bạn muốn mà những chai nước hoa mà nó nâng cao tâm trạng các bạn lên, nó làm cho các bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ, tươi tắn, giống như là trẻ trung hơn á, thì các bạn có thể xài cái chai Beyond Love này. Nó rất là sáng các bạn đó. Rất là tiếc á, là chai này nó đã bị discontinue rồi, cho nên bây giờ các bạn muốn mua thì cũng hơi khó đó. Nhưng mà mình nghĩ là giống như hàng cũ thì bây giờ nó vẫn còn, nhưng mà còn hàng mới thì nó đã không sản xuất nữa rồi đó. Ok, thì bây giờ để mình review cái chai nước hoa này nha. Đó là chai này nó được ra mắt vào năm 2007. Perfumer của nó là cái cô Kallis Becker. Thì có coi như là giống như gọi là in-house perfumer của Kilian này, làm rất là nhiều chai nước hoa cho By Kilian, như Back to Black nè, Love, Don't Be Shy, với lại Imperial Tea. Đó, là thêm chai này nữa là Beyond Love. Đó, giá tiền của nó thì như mấy chai cũ 50ml là giá $295, nhưng mà giờ hơi khó kiếm đó. Đó. Nhóm nước hoa của nó là hương hoa, floral. Hương chính của nó gồm có hoa xanh, rồi hoa lài, hoa huệ, mùi dừa, hổ phách và xạ hương. Đó, thì cái chai này mình ngửi được cái gì? Thì mình ngửi được
cái mùi rõ nét nhất đó, đó là mùi xanh các bạn. Cái mùi hương xanh mình nghĩ là nó làm chiết xuất từ lá xanh hay là cái lá hậu huệ hay là cái sao sao đó mình không biết đó, nhưng mà nó rất là xanh. Rồi cái đến là mình ngửi được cái mùi hoa huệ với hoa lài nó hòa quyện chung với nhau, nó rất là sáng. Rồi còn cái mùi dừa mình không có ngửi được cái mùi béo, nó xạ hương cũng hổ phách thì mình có, tại vì cái mùi hổ phách với xạ hương này các bạn có thể cảm nhận trong cái chai như Love Don't Be Shy đó, nó hơi giống như gọi là nó hơi tối, các bạn hiểu không? Nó rất là đậm đó. Thì nói chung là chung một thương hiệu mà, cho nên họ dùng chung nguyên liệu, đó là một điều dễ hiểu thôi. Nói về độ lưu hương của nó thì nó lưu hương cũng khá là tốt các bạn. Nó chai này lưu hương rất là lâu, hơn 12 tiếng đó. Còn độ tỏa hương của nó thì khi mà các bạn xịt nó tỏa hương cũng xa lắm các bạn, nó xa một cánh tay, nó rất là mạnh. Rồi sau đó nó tỏa lại dịu 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 dịu, thì bắt đầu tiếng thứ ba, tiếng thứ tư trở đi nó khoảng nửa cánh tay thôi. Đó, nhưng mà mình khuyên các bạn đừng nên xịt nhiều chai này lắm, tại vì nó tỏa rất là mạnh khi mà mới xịt đó, nó tỏa mạnh lắm. Cho nên các bạn nên xịt khoảng 2 shot, 3 shot là đủ rồi, không có nên đừng có quá 3 shot đó. Độ tuổi khuyên dùng á, thì cái chai này các bạn nên từ 25 tuổi trở lên, tại vì cái chai này cái mùi hương của nó thì nó giống như là nó cứng, nhưng mà nó giống như là nó cứng không phải là già, mà nó dạng trung niên các bạn hiểu không? Là từ 25, 30 đó, 35 đó. Nhưng mà dưới 25 thì xài cũng được, nhưng mà nó có cái mức độ cứng, nó không có trẻ trung các bạn hiểu không? Nó không có giống như mấy chai nước hoa mà của Victoria's Secret, Citine đó, nó không có. Nó có cái phần chững chạc của nó. Dùng vào dịp gì thì cái này các bạn có thể dùng để đi hẹn hò nè, đi ăn đám cưới, hoặc là đi làm cũng được, nói chung dùng bất cứ dịp gì cũng được. Còn thời điểm khuyên dùng á, chai này các bạn dùng vào ban ngày ban đêm, vào mùa xuân hạ thu đó. Nhưng mà trời nếu mà nóng cực kỳ nóng á, thì các bạn đừng nên xịt, tại vì mình nói á, nó tỏa hương rất là mạnh, cho nên có thể nó sẽ rất là nồng. Các bạn nên dùng vào khí hậu nó hơi dịu dịu mát mát, tầm khoảng chừng 30 hoặc là trong khoảng như 15 độ, từ 15 tới 30 độ. Còn mình nghĩ 35 xài cũng ok, nhưng mà với điều kiện các bạn xịt ít thôi. Còn nếu mà trên 35 4 gần 38 39 thì nó mạnh quá, nó sẽ giống như các bạn đổ mồ hôi nhiều quá thì các bạn xịt thêm chai này nó mạnh nữa, cho nên rất là khó chịu. Nó rất là xanh các bạn, nó xanh nhưng mà nó không có mát giống như cái chai của nhà là Silver Mountain Water, nó không có làm cho các bạn cảm giác mát dịu rồi các bạn hiểu không? Nó chỉ xanh thôi. Đó. Rồi tính cách đó thì này nó rất là nữ tính, nó quyến rũ và nó rất là trẻ trung các bạn không? Rất là tươi tắn. Chấm điểm của nó thì giá tiền nó mình chấm nó 2 trên 5 điểm. Độ hấp dẫn của nó thì mình chấm nó 5 trên 5 điểm. Độ tỏa hương thì 5 trên 5. Độ lưu hương cũng 5 trên 5, độ linh hoạt thì cũng 5 trên 5. Thì tổng số điểm của chai này là mình chấm là 4,4 trên 5 điểm. Đó. Thì đó là tất cả những gì mình cảm nhận về cái chai Beyond Love này của By Kilian. Thì mình hy vọng á, là các bạn kiếm được chai nước hoa này để các bạn thử. Thì nói chung á, là nó cũng không có phải là khi mà các bạn ngửi xong á, các bạn nó làm cho các bạn cảm giác wow, giống như cái chai Portrait of Lady hay là Baccarat Rouge 540 đó, hay là nói chung là nó không, các bạn biết không, cái nhà kia là nè, nó làm nước hoa mà cái tông chủ đạo mình thấy nó hơi hơi yếu các bạn hiểu không? Giống như là khi mà họ làm chai nước hoa ra thì họ pha trộn tất cả các mùi hương với nhau, nó hòa quyện chung với nhau rất là tuyệt vời, rất là hay, nhưng mà nó thiếu cái điểm nhấn các bạn hiểu không? Giống như mình yêu thích cái nhà Emoise là tại sao, như cái chai Lyric này đi, là nó có cái mùi hoa hồng của nó các bạn hiểu không, nó điểm nhấn của nó, ngửi cái là mình nói về hoa hồng đó, là ngửi nó hoa hồng. Hoặc là như Jubilation 25 nó là mật ong với lại mùi nhang đó, ngửi nó đúng phong cách của quý tộc bên Ả Rập luôn. Hoặc là cái nhà mà mình nói là làm nước hoa mà hay đúng giống như là cái tên gọi của nó, đó là nhà Creed đó, như cái chai này đi mà mình nói vừa mua nè, Green Irish Street. Thì các bạn thấy không, Green Irish Street giống như là một cái đồng cỏ xanh, mà giống như ở bên hình như là mình nhớ không lầm là bên Ireland hay là gì đó, thì nó rất là xanh các bạn, giống như là các bạn đứng trên một cái thảm cỏ màu xanh vậy đó, rất là xanh đó, đúng như cái tên của nó luôn. Hoặc là như Silver Mountain đi,
là giống như các bạn đứng ở trên một cái đỉnh núi, núi tuyết gì đó, rất là mát. Hoặc là Virgin Island Water, đó là giống như là cái vùng 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 biển, cái đảo Virgin ở bên Caribe đó, thì cảm giác như các bạn đang đi ở biển vậy đó. Đó, nói chung là cái chai nước hoa nào là nó làm cái tông đó các bạn thấy không, khi mà ngửi là nó có cái nét mà khi mà các bạn không cần ngửi nó các bạn cũng nhớ cái mùi hương nó như thế nào. Còn cái Kilian á thì mình thấy nó chưa có thật sự mà giống như là thu hút lắm các bạn hiểu không. Ngay cả mình cái ngay cả cô Christina cô cũng nói với mình luôn, cô nói á là cái nhà Kilian này nó cần phải nâng cấp lên, nó phải làm những chai nước hoa mà phải thực sự xuất sắc hơn, chứ nó cứ giống như các bạn biết không, vô cái Kilian á thì mỗi người có mỗi nhu cầu riêng hiểu không. Nói chung là nó không có chai nước hoa nào mà nó nổi bật giống như cái nhà như MFK là Baccarat Rouge 540, là cái chai nước hoa mà bán chạy nhất của cái nhà Maison Francisco John đó. Họ là như đó là bán chai bán chạy nhất là Creed Aventus đó, đã có một cái chai mà coi như là xuất chúng nhất chủ của cái nhà đó. Còn cái thương hiệu Kilian á thực sự nó không có cái chai nào xuất chúng các bạn. Mình thấy nó là coi như là nguyên cái bộ sưu tập nó ra thì nó dành cho giống như là tất cả mọi người các bạn thấy không, có nghĩa là mỗi người có thể chai này người này thích, có thể chai kia người kia thích hiểu không, chứ không có chai, không có một chai duy nhất mà coi như ai cũng thích các bạn hiểu không. Đó nó vậy đó, nó cho nên nó thiếu cái độ mà nó thiếu cái điểm nhấn đó. Nhưng mà thực sự thì mấy cái chai nước hoa này xài thì nó hay thiệt, nhưng mà nó không có cái mình không biết nói làm sao, nhưng mà mình giống như mình thích nó nhưng mà muốn làm signature scent á thì nó chưa có cái đủ cái sức thuyết phục mình để mình dùng nó làm signature scent các bạn hiểu không. Xài giống như là đổi gió thì được, nhưng mà xài mà dùng làm coi như là mùi hương mà đặc trưng riêng của mình á thì mình đã có em hoa, mình đã có Creed Aventus và mình đã có mấy cái chai giang nhà đó. Còn như Kilian á thì chỉ là xài cho vui vậy thôi, chứ mà mình thấy nó không có đáng cái số tiền mà bỏ ra mua cho lắm các bạn hiểu không. 295 đô 50 ml, nhưng mà nó được một cái là cái hộp nó đẹp các bạn hiểu không. Đó cái mấy cái hộp giống như của Black Phantom, mấy cái hộp đầu lâu rồi nhìn nó đẹp, nhưng còn ngoài ra thì cái mùi hương của nó thì chưa có thực sự xuất chúng cho lắm. Đó là những gì mình cảm nhận về cái nhà này thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn ở video của ngày hôm sau. Chào tạm biệt.